Theo truyền thuyết từ thuở xa xưa, con trai của Kinh Dương Vương là Sùng Lãm, hiệu Lạc Long Quân, vốn thuộc giống rồng dưới biển, đã gặp gỡ và kết duyên cùng nàng Âu Cơ thuộc dòng tiên trên núi. Một thời gian sau, Âu Cơ hạ sinh một bọc trứng, rồi bọc trứng ấy nở ra 100 người con xinh đẹp. Khi 100 người con khôn lớn, Lạc Long Quân nói với vợ: "Ta thuộc giống rồng, nàng thuộc giống tiên, như nước và lửa khó sống cùng nhau. Nên chi mỗi người dẫn một nửa đàn con xuống đồng bằng và lên mạng ngược cùng mở mang bờ cõi." Ôi mẹ Âu Cơ nguồn giống nhà tiên, cha Lạc Long